Mở đầu chương trình, thay mặt hệ thống Random Football, xin được gửi tặng anh Rico Nguyễn chiếc áo kỷ niệm quỷ đỏ. Món quà này nhằm tri ân những bình luận nhạt như nước ốc của anh trên kênh trong suốt thời gian qua. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng muốn gửi gắm tới khán giả rằng bất cứ thứ gì cũng có giá trị riêng và chỉ cần cảm thấy ổn là Random Football sẽ không tiếc để tri ân quý khán giả. Chúng tôi là con người, đôi lúc sẽ mắc sai sót và hy vọng mọi người nếu không vui thì hãy thông cảm cho nhau. Và với riêng Rico Nguyễn, hy vọng anh có thể liên lạc cho chúng tôi để nhận long bào về mặc cho đỡ buồn. Còn bây giờ, hãy cùng đi vào nội dung chính của chương trình hôm nay. Mới đây, trang chủ manunited.com tuyên bố rằng tiền đạo Marcus Rashford đã xin rút khỏi đợt tập trung đội tuyển quốc gia Anh vì dính chấn thương. Trong khi đó, cầu thủ này vẫn chơi bình thường ở trận đấu gần nhất giữa Manchester United và Fulham cách đây hơn một ngày. Chính vì thế, nhiều người nghi ngờ đây là chiêu trò của đội chủ sân Old Trafford khi họ muốn giữ quân nhằm phục vụ cho giai đoạn nước rút cuối của mùa giải. Để xác minh sự việc này, chúng tôi sẽ tiến hành làm rõ với những tình tiết thực tế và khách quan nhất, xem liệu Marcus Rashford có đang giả bệnh hay không. Lật lại quá khứ vào giai đoạn cuối mùa giải 2020-21, khi ấy Marcus Rashford luôn phải chịu đựng chấn thương vai ở mỗi lần ra sân. Tuy nhiên, vết đau đó thậm chí đã bắt đầu từ tháng 11 năm 2020, chính là trận thắng 1-0 trước Wolverhampton ở FA Cup. Sau thất bại cay đắng ở chung kết Europa League trước Villarreal, tiền đạo này cân nhắc lên bàn mổ để xử lý dứt điểm chấn thương, nhưng anh cũng muốn tính đến một hướng khác. Vào mùa hè, trước khi Euro 2020 diễn ra và Rashi được thông báo rằng mình sẽ có tên cùng với đội tuyển quốc gia Anh tham dự giải đấu lớn nhất châu Âu. Vì thế, ngôi sao sinh năm 1997 quyết định sẽ trì hoãn ca phẫu thuật nhằm hướng tới giấc mơ vàng cùng với Tam Sư. Tuy nhiên, kế hoạch đó cuối cùng cũng sôi hỏng bỏng không khi Rashi bị cho ra rìa trên ghế dự bị và người Anh cũng chẳng thể hát vang ca khúc Football's Coming Home ngay trên thánh địa Wembley. Về chi tiết chấn thương, vết rách cơ ở vai trái khiến cầu thủ này không thể có được sự linh hoạt tối đa từ khớp xương, dẫn đến tốc độ bị ảnh hưởng cũng như gặp khó trong các pha tranh chấp tay đôi. Khi gặp va chạm, vai của Rashi có thể sưng lên và phải tìm đến thuốc giảm đau nếu muốn thi đấu tiếp. Đây chính là lý do vì sao cứ hở ra là mặt anh nhăn như đít khỉ trong quãng thời gian đó. Bên ngoài sân cỏ, Rashi cũng không thể nâng tạ nặng trong phòng hồi phục thể lực. Chính vì thế, quyết định phẫu thuật được xác nhận để chữa trị dứt điểm chấn thương và dự kiến anh sẽ tái xuất sân cỏ sau 6 tuần nghỉ ngơi. Nhưng tình hình khi ấy không khả quan và phải đến giữa tháng 10 năm 2022 thì cầu thủ này mới có thể trở lại. Mặc dù sự trở lại đó không giúp ích cho chính anh cũng như số phận của Man United. Trong suốt mùa giải 2021-22, gần như Rashi chơi như một bóng ma cho một tập thể rệu rã. Mặc dù vẫn được huấn luyện viên Gareth Southgate triệu tập lên đội tuyển tham dự World Cup vào năm ngoái, nhưng đó vẫn là một giải đấu tệ hại đối với cá nhân cầu thủ có tước vị MBE. Tuy nhiên, cũng chính vì ít được ra sân trên đất Qatar mà khả năng hồi phục tâm trí lực của Rashi đã nhanh hơn kỳ vọng. Sự xuất hiện của huấn luyện viên Erik ten Hag tại Old Trafford là một phần nguyên nhân giúp tiền đạo này chơi như lên đồng ở mùa giải năm ngoái. Yếu tố cấu trúc về mặt hệ thống đã thay đổi Man United và thay đổi cách tiếp cận bóng đá mà Rashi thường làm trong suốt sự nghiệp. Anh nguy hiểm hơn, lì lợm hơn, lạnh lùng hơn, nhưng mặt trái của nó không phải là không có vì hiện giờ Rashi đang chấn thương. Man United từ sau World Cup 2022 ưa thích việc kéo Wout van Aert chơi sâu hơn và đẩy Rashi lên cao như một trung phong. Nhưng vai trò trung phong này không giống với dạng cổ điển, nghĩa là tiền đạo người Anh ít chơi theo kiểu quay lưng mà sẽ tận dụng tối đa tốc độ của mình trong chiến thuật chuyển trạng thái cũng như chạy ra sau hàng thủ đối phương để đón những đường chuyền bất ngờ từ tuyến dưới. Ví dụ, khán giả phổ thông có thể không hiểu vì sao Bernardo Silva lại bền bỉ đến thế với hiệu suất thi đấu kinh ngạc cùng quãng đường trung bình di chuyển,
có lẽ chỉ kém Bruno Fernandes, nhưng anh ta hiếm khi xuống sức hay đánh mất phong độ hoặc là chấn thương. Tuy nhiên điều này rất dễ giải thích khi họ đã quen với cách di chuyển liên tục với tốc độ vừa phải và tần suất như vậy chưa đủ để cầu thủ gục ngã. Rashi trong khi đó không chơi theo kiểu này. Anh một mặt cũng phải tham gia vào công tác phòng ngự không bóng hay gây áp lực từ tuyến trên. Mặt khác quan trọng hơn nhiều, đó là việc chạy nước rút. Tiếng Anh có nghĩa là sprint. Dạng di chuyển đó khiến cầu thủ mất sức ghê gớm, dù tổng quãng đường di chuyển trong cả trận của họ có thể ít hơn một tiền vệ con thoi. Chi tiết hơn, nếu bạn chạy liên tục 13 km với tốc độ vừa phải trong cả 90 phút, thì việc dàn sức là điều đơn giản. Nhưng nếu chỉ chạy khoảng 10 km với 7 km trong số đó là nước rút và 3 km còn lại là tốc độ vừa phải, rõ ràng cơ chế này sẽ khiến bạn cạn pin nhanh chóng. Đây không phải là phân tích khoa học, vì chẳng hạn đi xe 100 km trong nội đô sẽ tiêu tốn 2 lít xăng, còn nếu ở cao tốc thì chắc chỉ là 1,5 lít. Bất chấp tốc độ ngoài đường vắng sẽ cao hơn khi di chuyển trong phố. Trên thực tế, Rashi đã có dấu hiệu quá tải ở trận lượt đi Playoff Europa League trên sân Camp Nou. Một tuần sau, anh nằm xuống vì chấn thương trong trận lượt về tại Old Trafford. Và mặc dù sự thay đổi ở những phút cuối mang tính chiến thuật, huấn luyện viên Erik ten Hag đã khẳng định rằng cậu học trò chưa chắc chắn tham dự chung kết Carabao Cup sau đó chỉ 3 ngày ngắn ngủi. Tôi không biết liệu anh ấy có đủ sức khỏe để tham dự trận chung kết hay không. Các cầu thủ hiện đang vào sân, chúng tôi phải kiểm tra. Tất nhiên là kiểm tra y tế ngay sau trận đấu, nhưng đa phần thì bạn phải đợi chẩn đoán cuối cùng. Vì vậy hiện giờ tôi chỉ có thể trông chờ vào đội ngũ bác sĩ. Hình ảnh trực quan vào thời điểm cuối trận gặp Barca là Marcus Rashford đi tập tễnh bên ngoài đường biên. Tuy nhiên cuối cùng thì tiền đạo sinh năm 1997 cũng đã kịp trở lại và thậm chí là còn ghi bàn cho Man United trước Newcastle United. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Rashi cùng với Bruno Fernandes là hai cầu thủ chơi nhiều nhất dưới thời của Erik ten Hag, nên anh đã quá tải và giờ thì chấn thương khi rút lui khỏi đợt triệu tập gần nhất của đội tuyển Anh. Có một sự thật rõ ràng, đó là Rashi đã chỉ ghi 2 bàn thắng kể từ sau chung kết Carabao Cup, trong khi các thông số về khả năng dê bóng, qua người hay teamwork đều ở mức kém hơn so với giai đoạn trước của mùa giải. Như vậy có thể tin rằng cầu thủ này đang có dấu hiệu rớt phong độ, và nếu thế thì chỉ có 2 lý do duy nhất, hoặc là đang quá tải, hoặc là đã dính chấn thương và phải nén đau ra sân trong suốt tháng qua. Ngay lúc này, tất cả các bên đều xác nhận Rashi sẽ rời xa bóng đá trong gần 2 tuần như một cầu thủ không được gọi lên đội tuyển quốc gia. Với khoảng thời gian 12 ngày, anh chắc chắn phải phục hồi thể lực để trở lại mạnh mẽ nhất, khi Man United vẫn ra sân trung bình 3 ngày một trận cho tới cuối mùa giải, trong trường hợp họ lọt vào chung kết FA Cup và chung kết Europa League, tương đương với 7 trận cúp và 12 trận tại Premier League, là 19 trận cả thảy. Tuy nhiên với một dạng chấn thương theo kiểu quá tải thì nó không quá nghiêm trọng đến mức cầu thủ phải nghỉ dài hạn. Trước đây, Harry Maguire dính một chấn thương ở trận thắng Aston Villa vào cuối mùa 2020-21, nhưng anh nói rằng pha tắc bóng của Ollie Watkins chỉ là giọt nước tràn ly cho quá trình suốt 2 mùa giải cầu thủ này cày ải khắp các mặt trận cho Man United. Nó giống như chiếc lò xo bùng hết sức nén. Rashi thật may mắn là không rơi vào tình trạng đó, vì anh chưa dính chấn thương thực tế, chỉ là mệt quá thì cần nghỉ ngơi để lấy lại sức lực. Do vậy quý vị và các bạn có thể an tâm rằng tiền đạo sinh năm 1997 nhiều khả năng sẽ kịp trở lại ngay sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Mà nếu thực sự Rashi và Man United giả bệnh để từ chối lên tuyển thì cũng chẳng sao, miễn là giữ được đôi chân khỏe mạnh thì vài trận giao hữu chỉ là gió thoảng qua. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football, hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.